Thưa quý vị và các bạn, Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời trong truyền thống Phật giáo và đã trở thành đạo nghĩa của dân tộc. Với nhiều người Việt Nam, ngày lễ Vu Lan rằm tháng 7 càng ý nghĩa hơn với nghi lễ bông hồng cài áo, thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng đối với các đấng sinh thành. Và cũng chính bởi ý nghĩa sâu sắc đó, nhiều người Việt Nam khi đến ngày Vu Lan đều cài cho mình một bông hồng trên ngực áo. Trong không gian thanh tịnh nơi cửa chùa của ngày rằm tháng 7, nghi lễ bông hồng cài áo là một trong những hoạt động ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Cài trên ngực một bông hoa hồng, biểu tượng của tình yêu và sự cao quý. Với nhiều người đó chính là tình cảm đẹp nhất, là sự biết ơn, là chữ hiếu mà những người làm con gửi đến các đấng sinh thành. Ý nghĩa của bông hồng cài áo là để cho mình tưởng nhớ đến cha mẹ, để báo ân cha mẹ. Một năm mới có một lần, rất cảm xúc nhớ đến mẹ và nhớ đến công ơn của cha mẹ đã dày công sinh dưỡng mình. Cuộc sống không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha còn mẹ. Hoa hồng trắng trong ngày lễ Vu Lan dành cho những ai đã mất mẹ và cũng như để nhắc nhở mỗi người con phải sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Còn với những ai may mắn được cài lên ngực áo mình một bông hồng đỏ thắm, thì đó là niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha, còn mẹ. Con đã rất được vinh hạnh là con mang khăn đỏ và cái nơ màu đỏ. Con còn che con mẹ và con mong là sau này cha mẹ của con vẫn luôn được mạnh khỏe và năm sau nữa con vẫn luôn được cài cái vòng đỏ và cái nơ đỏ như thế này. Theo đạo Phật thì luôn luôn đó là nhớ tứ ân, ân cha mẹ, rồi ân quốc gia, ân tam bảo và ân chúng sinh. Cài cái đó hoa đó luôn luôn nhắc nhở người con phải thực hiện đúng theo những lời Phật dạy và thể hiện cái tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, làm tròn cái bổn phận hiếu thảo đối với người con và làm tròn cái bổn phận của người công dân đối với đất nước. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Một mùa Vu Lan nữa lại đến, dù có buồn khi cài hoa hồng trắng hay đang hạnh phúc khi còn được cài hoa hồng đỏ trong ngày Vu Lan báo hiếu, thì có lẽ mỗi chúng ta đều hướng tới mục tiêu sống sao cho thật tốt. Hãy làm tròn bổn phận và chữ hiếu của đạo làm con đối với đấng sinh thành, những người đã trải qua biết bao vất vả nhọc nhằn để cho ta có được cuộc sống ấm êm và nụ cười hạnh phúc.